Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Khoa Mose TV nha. Ok, và một tin đáng buồn đó là chỉ còn 11% những người xem đã đăng ký, có tới 88% những người xem đã chưa đến đăng ký. Nên nếu các bạn nào thích những video của mình, hãy cho một like, một share và một đăng ký và một cái chuông để không bỏ lỡ cái video mới nhất. Khi về phòng hàng hàng tắt cái tiếng của mình vừa cho nhỏ xíu, trời ơi quá trời luôn á. Rồi tắt của mình. Ok, hello, xin chào tất cả anh em nha. Ok, hôm nay chú nghĩ là sẽ làm thử thách, tức là đi xuống đây địa ngục và tìm tất cả những cái quặng ở dưới địa ngục luôn. Nhưng mà trước tiên là bắt đầu video thì mình sẽ cho các bạn coi một cái lỗi mini world nha. Đây, bấm vào đây giao diện nè, nhũ nha, những cái nhân nè, mình bấm vào cài đặt đúng không, mình bấm là đổi tên. Tới giờ mình là đổi tên cái năm mười mấy lần rồi đó, mà nó vẫn còn toàn không cần tốn một xu nữa luôn các bạn. Đó, đây là một cái lỗi phần là như mình đổi tên thành gì thì gì à không. Bây giờ nút Hani rồi thì nít à, lộn nút Hino mới đúng chứ. Trời ơi, khoan anh nút Hani bây giờ làm nít mình thì trời ơi, đó không thấy không, không tốn bây giờ. Thường thường là làm cái một cái tên đầu tiên chúng ta sẽ cần tốn, mà có thấy không nè, mà làm cái tên đầu tiên á là tới cái tên thứ hai sẽ bị tốn xu. Rồi bây giờ tới cái tên thứ ba cũng tốn một xu luôn rồi các bạn. Đó, thấy chưa, đẳng cấp, trời ơi là trời. Ok, người mình cũng chưa suy nghĩ ra cái cách chào mới của mình qua nữa. Ok, hôm nay bây giờ lộn cách chào mới của kênh mình nữa. Ok, thì tạm thời có chào là gì Khoa MC gì đi. Ok, mai mốt tìm hiểu sao đó. Ok, sinh tồn thế giới mới của nước Hino đó. Ok, bây giờ mình sẽ làm thử thách đó, như là đi tìm tất cả khoáng sản ở dưới là hầm đi ngục nha. Ôi giời ơi, một thử thách đi vào lòng đất. Ok anh em ạ, thì mình như là mấy trước mình tìm được cái chục cái khoáng sản rồi, tại mấy trước mình đi xuống ngục. Trời, đúng hay theo lời của người khác, ở dưới địa ngục có kiểu mà có hơn. Trời ơi các bạn ơi, nhìn cái quặng đá điện kìa bạn, trời ơi là trời, quặng đá điện nó nhiều gì đâu luôn á, nhiều đá điện quá trời luôn các bạn ơi. Trời, góc kia mình đào hơn 3 stack đá điện đó bạn, mà tại vì mình nung bữa bắt cái đường còn đào hải vàng nên mới sợ thiệt á. Đó chưa, đào cái vàng nữa. Ôi dồi ôi lạy à, ôi ra đây có mười mấy cái quặng là mấy cái quặng, hình như là mình nghĩ ra hay là trước tiên là chúng ta hay làm một cái room để cất giữ đồ kho báu của mình. Hay là ở dưới cái hầm giờ nó còn trống khá là nhiều. Khoan mà hả, mình mới chỉnh cái thùng rác, mình mới làm, mình đi xuống mình đào vàng rồi, xong mình có mấy cái này là mình có đá điện đồ nè, quặng silicit nè, silicit rồi dầu hắc đồ này nọ nè. Ngồi bây giờ để luôn á, rồi lấy cái búa ra. Hẹn thấy cái búa mình tự nhiên hôm nay mất tiêu cái búa. Lạ thật đấy, à thật đấy, nó trời ơi nhiều lắm các bạn à. Tại vì mình lẻ vậy thôi, xịt ra cái chuột cái quạnh đá điện, tao mới nung được vài cục đá điện thôi, mình còn thiếu than khá là nhiều. Khoan, trời mấy cây này xong bây giờ mình không biết mình quên sao nó mấy cây này nó lại đào lại chín nhanh như đào còn lộn nó mới sợ luôn á. Trời, để thấy không, mình để đây nha, đó mình để đây hồi đó chưa, để đây tại sao lại đào trúng cái này nó. Tôi để ở nó cho nó bay vô cái bông này, tình nhiên hỏi gì đâu trúng cái bông này vãi chưa anh thích ao thích đấy đó chưa, này nữa đó. Trời ơi cây, trời ơi tiêu hết nó thu hoạch luôn cái bông gòn của tôi rồi. Hay kệ gì này, trên này nó trúng chín hết đi hả chồng rồi. Ok, hiện tại thì khá là ít, giờ ăn cái con này, ăn con cá ăn cái này nó. Còn là cứ chèn tiêu chảy nữa thôi. Ôi dồi ôi, sao cái một đời nào quá kiếp cục phân của tôi. Ok luôn, ra một cục. Ôi mình nhớ như là ở dưới là có dầu hát là shit là shit. Rồi thêm mấy cái quặng đá điện. Ok, đá điện mình có rồi nha. Đó. Hoàng chút khi là phải xuống làm cái rương bia, cái rương kho báo cái đã. Để làm cái rương, hai cái rương đôi. Trời ơi trời, đâu gắm mấy con cá này dữ vậy. Tôi có thích ăn cá đâu, tôi đâu có thích ăn cá.
Rồi con thích ăn cá, ăn cá đâu, ăn cá bị tiêu chảy hoài, thôi nghỉ ăn dùm cá luôn đi. Viên trà, tôi cũng chưa được kho viên trừ rồi. Thôi viên trừ làm sao giờ, chúng ta làm cái rương trước. Trời cay thế nhờ, trời đang chế tạo cùng mưa nó rồi. Heo miêu của bạn mới sẽ có công thức của để chế tạo súng tiêu liên nha bạn. Các bạn không cần phải là làm công thức súng tiêu liên mới đâu đó, không cần làm cái súng tiêu liên mới đâu các bạn. Bây giờ nó có sẵn công thức rồi, nó đã làm rồi, đá kim cương đó. Ủa có cái rương hình như là không có gỗ. Anh giá thương, anh có làm gì em không? Anh có làm gì em không? Rồi xong luôn. Chí mạng đó, chưa đẳng cấp không? Đẳng cấp không? Kiếm mình mà đó, khoa mở CTV đẳng cấp. Trời ơi, thật là buồn quá. Kém chân dựng dùng hoàn có độ gì không cần không ta. Để vứt vô đây luôn đi. Như cái đồ không cần họ mà. Mình nghĩ là hình như là động cần cái nút. Đây cái nút không cần. Bật thêm đá không cần. Khối đá không cần. Bánh xe thì nãy em chế tạo cực lắm rồi. Đó. Ok luôn nha. Nó ủa. Đây giờ nó sẽ tự dần dần nó thu thập xuống dưới nữa. Trời ơi đẳng cấp không? Đẳng cấp không? Đã cấp luôn. Trời ơi, cái ba lô tôi chế cực khổ bây giờ. Mới này nó tiêu đúng mất cái ba lô. Ba lô lửa. Ba lô chống lửa. Ok, để mình lấy giày thôi thôi. Khỏi đi. Ấy da, hãy cầm cái cúng nghe cái kim này. Tính đem đem đi phụ ma chứ. Làm ăn nè. Mối mình nghĩ là mình nào mà mình có được cái mà cái bình hơi à, để lo cho hô gáp, mình nghĩ là sẽ làm được thử thách đó là lấy tất cả quặng dinh hô rát đấy. Mà bây giờ chưa có cái bánh cái bình thở cho hô rát thôi, chưa có cái mà để thở cho hô rát á. Cái kiểu mà nó có phải có mấy cái bình hơi mà để mình như là mình lên mặt trăng vậy đó. Để mấy người ta phiêu lưu cho mặt trăng, người ta phải có cái bình hơi người ta mới phiêu lưu. Rồi bây giờ làm sao? Ở chết con này chút đi. Đấy. Mày này. Rồi mấy anh người. Ok, đầu tiên sẽ là switch. Switch. Đó, switch thì khá là nhiều. Hồi thế giới khó switch, mình nghĩ là sẽ mai mốt mình nghĩ sẽ đến nâng cấp cái nhà thành switch luôn nha. Còn khó switch. Đó switch nghe giống cái phần switch quá. Đó. Trời mấy khối hiếm không à. À, các bạn muốn tìm những cái quặng như là vàng nữa, bạn đừng bỏ công ra các bạn đi xuống con đào muốn gãy hết, các bạn muốn đào đừng có đào xuống dưới đá nha, bạn đừng có đứng ở trên cái mặt cái hành tinh đó, xong rồi các bạn đào xuống dưới, các bạn đào tới cái giới hạn luôn, không bao giờ tìm thấy vàng hay kim cương đâu mà các bạn lên trên đây. Mà các bạn nói thiệt luôn á, không bao giờ có thể tìm thấy một cục vàng đâu. Thiệt đó các bạn, mà các bạn khi các bạn xuống này, bạn xuống pha la mát, bạn đi hay bạn các bạn đi chút xíu thôi tìm là các bạn đi không cần đào vậy luôn, bạn đi bạn lại gần mấy chỗ có đá điện là cũng chắc chắn 100%, cam kết 100% luôn sẽ có vàng. Nó kiểu là vàng ở dưới thôi, pha la mát thì tìm dễ, còn ở trên mặt đất thì nó tìm khó. Nó chôn bao nhiêu cái ở xuống trần gian, ở trên trần gian các bạn tìm khó lắm mà, các bạn thấy không? Dạ, trên trần gian tìm khó lắm mà, xuống dưới một cái trời ơi tìm dễ. Dạ, mày không đi xuống dưới đi pha la mắt nè, nó đóng nè, đó. Ủa, hình quá chưa được stack, nó stack gì chứ? Ok, tiếp theo sẽ là tìm dầu hắc. Ủa hồi nãy mày có nhìn lụm dầu hắc không ta? Anh như nãy mày không có lụm dầu hắc các bạn, ủa? Ôi đùa, hồi nãy là chưa được một stack nữa, mới đây một stack 4 mấy luôn rồi. Mấy anh bắn cùn thôi, em sợ lắm, em còn đồ, em đói muốn chết rồi này, mà mấy anh còn làm hãm hại em nữa, sao em sống nổi. Ôi dồi, đấy, dần, cá hồi ăn nó mặc dù tiêu chảy nhưng không sao. Ok, tiêu chảy kệ đó. Gom đó chưa gom đó, bạn làm gì làm mình có tiệt chiêu như mình. Ôi rồi ôi, ở biết như là cái kiếm này nó bị lút kim đúng không ta,
chứ còn sao mà cái kiếm gì mà sánh chiếm mà không cần hồi, không cần CD. Đây là gì phục hồi gì đó bạn. Đó, CD là gì đó. Ok. Trời sao giờ không lẽ mà cái này nó bị login và login mình không thêm login mà nó vẫn có login ta. Mình kiểu hoang mang cái kiểu mà ủa sao mà mình có tham đến login đâu mà sao, hay là cái kiếm mà hay là cái kiếm mình là mình ép mình có ép một cái gì một cái mình có enchant một cái gì đó vô mà nó không cần hồi phục cái tụ lục luôn á. Trời kiểu vậy đó. Ôi giời ơi. Trời ơi. Ô mà khoan, nãy giờ mà đi tìm cái dầu hắc mà. Trời quên mất. Khoáng sản dưới địa ngục khá là dễ tìm dầu hắc nè. Ok, khoáng sản bò đây là đó giờ kiếm mình bằng cây bay cả đàn. Như full thôi rồi. Phải full nó rồi. Full đã âm độ này toàn. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ảo mà Canada thiệt đấy. Ảo thiệt đấy. Cái mà ảo mà Canada. Đây đây. Đây. Ấy chà. Mày dẫn ta. Ây đây. Ồ lần đầu tiên mình thấy cái con này spam ra luôn. Ảo thiệt đấy. Dầu hắc đây. Dầu hắc đã có dầu hắc rồi. Thôi khoan. Vứt cái nào bây giờ chở này nhiều quá đi thôi. Vứt đỡ hai cái này switch switch gì. Chụp mấy cái rồi mấy switch này. Thôi, đủ rồi. Dư rồi, dư sức rồi. Thôi không cần switch đâu. Không cần switch đâu, không cần mấy cái dầu hắc silic ở lòng. Không kiếm ít nhất cũng phải hai dầu hắc mới được các bạn ạ. Đây là một thử thách mà của mình đặt ra thì đương nhiên mà. Trời, mình tưởng có cổng địa ngục chứ. Tới bây giờ mình vẫn còn hoang mang là ủa bây giờ làm cách nào để chế tạo cái khối mình để làm địa ngục, ai ngờ đâu bây giờ mình vẫn quên mất là bản cập nhật mới nên chúng ta chỉ cần 5 kinh nghiệm thôi, chúng ta chỉ còn một quả sao thôi là vẫn có thể phun xuống ngục rồi đó. Nó kiểu hoang mang ghê luôn. Bắt cua nè, nhìn tài năng bắt cua bằng hàng tích lũy hàng trăm năm nè. Đó, học phải đào xuống ngày đứng ở đây nè cho nó bắt cua này nó vậy. Lý hàng trăm năm bây giờ mới làm được đó. Ghê không ghê chưa, trời hoài sống luôn, cuộc đời tích lũy hàng trăm năm bây giờ còn cái nách gì nữa đâu. Ui bước xuống đây à, đây là cái nấm, thôi cái nấm này trời vít, trời ơi là trời, bấm lộn quảng cáo nữa. Cái cuộc dây tiền mở quán với vẻ mặt của ta chắc dây được khoản tiền lớn. Cái gì cơ, đánh giá tư chất là kém, không có tiền mở đóng mẹ quên quảng cáo của cho quảng vô quảng trường bây giờ đó. Quảng cáo hồi vô quảng trường chứ hồi lên quảng cáo bây giờ đó, hồi lên đài luôn, hồi lên lên ba. Ôi giời ơi, cúp của mình là cúp enchant, như cái này nó có đào may mắn cái gì á ta. Mai gì mà, khoan nè, mình cho con coi nè. Như là mình thấy cái nó thành durability gì nè. Mình thấy như mình thấy cái đó thành durability cái gì? Đâu? Ủa? Gì? Trời ơi các bạn ơi, mấy con này làm gì? Hả? Làm gì? Làm cái gì? Ôi rồi ôi, không thấy anh mặt giáp titan à. Đây mặt giáp titan đây được có dớn à. Ủa? Ủa sao 100 mà lại nữa ống? 100. Cái dớn nó sụp xuống luôn á. Ảo thế. Nó sụp từ từ luôn kìa. Ảo thế đấy. Trời. Nó đầy nữa xong họ sụp nữa. Ảo thế đấy. Trời còn có hồi lấy cái quỷ này chuyển đem về. Nhưng họ sẽ lên Horat, mà Horat chắc kiếm tốn nhiều sai lắm. Nhiều sao lắm. Nó cái mẹ nó cứ quên có nói là sai không. Đấy, rồi. Ok, dầu hắc đã có. Bây giờ chúng ta bọn này xong đào được nha.
À, cái này là đào là ra bột đá ánh dương. Ồ, cái này mình đào được á. Tại mang trước mà sao mình đào nó ra khói mấy khối khối này nè. Nó đào nó cứ ra mấy khối khối, nó ra mấy khối khối được mấy cái này đào ra khói chứ. Nghĩ đào luôn, ai ngờ nó lại ra. Nãy vô, để bằng đi chút xíu thôi mà thấy cục vàng nữa chưa. Ồ, nó thiệt đó. Nó vô vàng này là dưới như là vô hạn luôn á. Trời ơi, nhiều shit la. Nhiều shit quá. Nhiều dầu slick quá đi. Thôi còn nhân nhân lên nữa mà. Thôi Dục bất đất lấy vàng. Dục đất lấy vàng. Các bạn ơi, cuộc đời ta giàu quá rồi. Như thế là đủ rồi, chứ không cần cái gì nữa. Ôi dồi ôi, không cần cái quái gì nữa. Như thế là đủ rồi. Thôi, trời đã điện vô hạn. Ở nhà là có vô hạn rồi, không cần nó điện đâu. Mà sao người ta là hay xuống người ta đánh mấy con cá ta, đi ra đại dương người ta đánh mấy con cá để người ta kiếm được mấy cái đồ đá anh dương. Mà trong khi ở dưới địa ngục như là vô hạn luôn, mà sao người ta không xuống địa ngục người ta lấy sao, sao người ta lại đi chơi miền quân, người ta lại nói là ra ra biển đánh mấy con kia lấy. Hết giỡn không, hết giỡn không, có giáp cho anh đâu mà nói. Ấy xà, chưa kịp đánh nữa. Nó chưa kịp đánh nữa là nó chích queo. Cái gì vậy? Đúng ao ma Canada luôn. Đúng là ao ma Canada thật đấy. Ao thật đấy. Trời có 7 sao rồi các bạn ạ. Nên là không sao đâu. Ôi dồi ôi, 7 sao này đào có 5 luôn. Không lên được mấy sao. Thấy chưa? Mình nhìn nè, thấy chưa? Dạng đó nè. Làm gì? Tính làm gì? Mình nghĩ bây giờ có chiến thuật hay lắm mà. Bây giờ mình sẽ đào mấy cục này để mình kiếm kinh nghiệm. Xong rồi mình sẽ bước xuống là gì? Lava. Ghê không? Đó, một chiến thuật phải nói là để kiếm, bạn phải nói là để kiếm kinh nghiệm đó. Mày nào rảnh hơn nữa thì bạn, các bạn nên có đi xuống với quái là có kinh nghiệm mà. Nói còn mình họ là rảnh quá nên là mình đi mình đào cho đỡ cái cho nó hư cái cấp đi. Nhà có titan mà, ngồi sửa sao. Người hãy có điều kiện, không lo gì cả. Đấy, ôi rồi ôi, vàng nữa hả? Ok, vàng nữa thì lên bắt cầu lên lấy, lên đấy, lên lấy mấy ngũ cây ăn quả này phiếu gì các bạn. Đó, lên lấy luôn, quýt cái cục vàng luôn. Ấy vậy thì tối đa. Đó, đây. Không hiểu tại sao cái video tôi hướng dẫn anh em thì anh em lại chơi, mà video tôi mà mấy anh khác không dẫn thì anh em lại nói là hay đó, cứ kiểu gì đó. Vô lý vãi chuẩn á. Tới đây video của tôi thì anh em lại chơi, mà video của người ta thì mấy video của thằng mấy thằng ngu hơn, nó không biết nhiều mà anh em có like cho nó, mà trong khi tôi biết nhiều hơn nó thì nó lại không like. Mà cái này mà anh em lại like cho nó đó, cứu gì anh em hiểu nhầm người là anh em nói sai đấy. Đi xuống lấy bọc đá anh dương tiếp. Trời nãy giờ mới hổng gài mới biết cái bọc đá anh dương đó là cái quặng đấy, hổng gài cái tưởng là cái bọc đá anh dương đó là cái gì chứ ai ngờ là cái quặng. Đúng là ào mà Canada tổ tính ra mà mới vô mình lấy thôi. Ôi giờ phải có kiếm kim cương mới xuống địa ngục, chứ. Chứ ở dưới đây quá đẳng không à. Mà không có giáp nữa thì sao nó dám chơi với mấy nữa. Trời, em đánh anh mất 20 máu. Anh làm mất em mười mấy máu. Đấy, đẳng cấp. Rồi qua sau lấy tiếp. Ôi túi đầy à? Túi đầy. Ôi rồi ôi. Túi đầy thì vết. Bích cái 64 luôn đi. Trời ơi, ở nhà còn nhóc. Họ về nhà cách rồi mới lấy. Tiếp. Gì? Mình chơi thì chưa có mở chứ, mà mình không có chơi cái gì ngoài thì chiếu cho nó các bạn ạ. Đấy. Tại thường cái lúc về. Lúc về mình dùng cái lò sắt mình làm nó còn đại 2x3 gì lắm các bạn. Nó cứ kiểu vậy đó. Cái gas 2x3 mà vàng thì nó cũng gas 2x3 mà không, mà như vàng nó không có ra ít được các bạn ạ. Không có ra nhân đôi, thấy chưa?
đẳng cấp không? Kiếm tôi là kiếm đẳng cấp. Các chàng, các anh, các chị không được trên mặt cái kiếm của em. Đấy, con kiếm của em là kiếm đẳng. Ôi rồi còn đại đói tiếp rồi. Tức trạng thái, cái dạng cái hiệu ứng mà Minworm thêm vào. Vì tôi chảy hoài, không ăn cái gì hết chứ. Trời ơi. Mệt, nó tiêu chảy. Thì còn bị thêm cái hiệu ứng mà thì không ăn được. Mà ăn thì lại bị tiêu chảy. Đó, kiểu gì đó. Vô lý mà khi mình ăn là mình phải đợi mấy giây cho nó cái hiệu ứng tiêu chảy mình mới ăn được đó. Nó rất là mất thời gian luôn đấy. Cái gì đó. Có xuống dưới này đó, càng đi lên anh đẩy xuống cho rớt đó, chân luôn khiếp thật. Đã không có kiếm mà có cái đó thôi mà rồi cứ giỡn hoài ơi. Cho xuống dưới thêm lần nữa đấy, rồi hỏi cho anh cho lên trần gian sống do quá mệt đấy. Anh Dương anh cho lên chứ không phải Dương không cho lên được. Trời ăn đầy cái hồi máu luôn, không biết nó có bị cái trạng thái đó không. Rồi hết luôn. Ôi dồi ôi, dê vải. Cái nồi thanh gươm Flamas ha. À, tìm thánh vật thanh gươm Flamas. Ồ vậy là phải là đi tới cái chỗ đó rồi đánh bại cái con nè. Ok, mình đi đánh bại động thôi ha. Không có súng đánh bại động gì. Để chúng ta xem coi. Ô, như là súng cần đá lem. Đã làm công thức nhằn nhò. Lò xo nữa cơ. Lò xo vàng cần vàng kim cương. Cái chút rồi đá lem. Rồi ôi trời. Đó tôi không có nổi đâu mà kim cương đá lem này. Tôi không có đỡ nhận nhà tôi đâu có đâu. Mà cô bắt tôi lấy hoài. Mình qua cho cái địa hình mà cái địa hình nó có thấy cái đá lam nào đâu mà cứ bắt đang kêu đá lam hoài. Cái địa hình gì đâu, cái địa hình gì mà miệng mà không có một cục đá lam nào mà cũng đòi lấy đá lam hoài à. Cái cây thật đấy nè các bạn, có mấy cái con này nè các bạn, chỉ cần thay các bạn không để ý mắt, các bạn đi chỗ nào sẽ theo hết chút xíu thôi, con này tự động biến mất đó. Các bạn có tin rồi không, thì mình sẽ đi xuống đây nè. Bây giờ nó tự động nó bay khói luôn đó. À, không biết cái hiệu ứng xem la mát là nó có cái hiệu ứng gì mà nó cứ ra mấy khối khói hoài luôn. Ngồi đào mấy khối này đó, như là mình đào mấy khối này nó ra khói đúng không. Ok, hình như là mình đào hết phan sạn ở dưới rồi. Ok, giờ chúng ta sẽ đi về nha. Để mà xem coi mình có được hoàn đi về đi hả lấy một quyển tự chiến luôn. Một ngày được một quyển tự chiến mà sao không nở đồng nào không dùng được đấy. Thôi hình như là nó cũng nhận thêm một quyển tự chiến đúng không. Đây skin à, có rồi không nhận được quyển tự chiến đó. Ui, mấy con này nâng cấp lên level 2 chưa được rồi. Mấy con này kích hoạt sao chưa, kích hoạt sao chưa. Ở, chưa được tất cả chuyện đều chưa được. Để xem coi là món đồ tôi có được là gì nha. Đầu tiên là vàng và bột đá anh dương. Bột đá anh dương và Sulit và vàng. Vàng dầu hát ngòi lửa. Đó là những thứ mà nó có ở dưới nha. Tất cả những thứ luôn đều có ở dưới các bạn. Còn các bạn muốn tiến đi ra các bạn kệ lắm. Lên chảnh nha. Mới mình nghĩ là mình nghe người ta nói là như ở trên cái Horat là nó có kim cương nhiều lắm. Ủa, đúng rồi. Em mai mốt mình sẽ thử lên Horat nhưng mà trước tiên là mình cũng. Ủa. À, mà họ mở phòng nè. Trời ơi, mở họ mở phòng nó vô nó lấy luôn, đập luôn cái mái nhà của tôi anh em ơi. Vãi trển thật đấy, ăn thôi đấy. Đập luôn cái mái nhà luôn ha má. Má chiều tôi dữ gì má. Mà đập luôn cái máy nhạc của tôi. Khoan, cái hồng rác của tôi có thể lấy lại đồ mà mình lỡ vứt mà. Hồng rác của tôi nha, rất là xịn sò luôn, các bạn chỉ cần đào xuống nè. Đây các bạn đào xuống nè. Nó thấy cái rương không? Đó các bạn, mình chỉ cần xuống là bạn đập đào cái rương rồi móng vô cái rương nè. Đó, mỗi món đồ nào các bạn cần thì các bạn cứ lấy lại thôi. Đó, lấy hai khối đá thôi.
rồi để lên đó. Dễ không? Dễ không? Nó dễ. Thế mà anh em không làm không biết là anh em cùi lắm nha anh em. Đấy, rồi sẽ trời ơi, trời còn lắm lộn lắm, có lộn control này. Con bấm cái phím bấm chơi control nữa. Trời cái gì vậy? Cái này nó hồi có can quả mà. Tưởng cái đá chứ được bốn mấy cái đá gì vậy toàn đấy. À, hình như là mình cần là 5 cái đúng không? Ok, 5 cái lấy lại. Có 15 nữa. Không có 15, tính nhà tôi có 15 luôn mà tính 12 nè, đó. Đúng. Đó, nè, đó. Vô, chế tạo 16 cái luôn. Rồi, cầu thang đá không đủ chỗ. Bỏ nó vô đây, đó. Xong. Dễ không? Đó. Dễ thế mà anh em không biết là anh em cùi. Chứ không phải cái máy của tôi nó lỗi. Đấy, tôi để khối gỗ cho anh em nhìn dễ đó. Đó. Bây giờ người có tâm làm là phải lấy lại được chứ không lẽ làm cái rồi ta đi ta đem người ta đi đổ một cái luôn là khỏi lấy đấy bà đó. Hay không? Có tâm lắm, làm ấp sinh tồn là không như là làm ẩu đâu. Trời ơi, cái hiệu nó nóng nực, nó mất nhiều con cá. Rồi ở nhà mình, ở gần nhà mình đó cũng có vô hạn cá bà nhà. Nào muốn câu cá thì mình hỏi mình sẽ chỉ đường sau nha. Đó, mình là quay video là còn mình còn chỉ đường rồi đó. Các bạn nào muốn gì, muốn cái ý kiến gì mấy mình lại xuống nhận bên dưới nha. Ăn ra thương nữa chắc anh xuất hiện trong nhà mình rồi. Đây anh xuất hiện, tôi chắc chắn mà tôi biết thế nào cũng xuất hiện trong nhà mình. Này thì xuất hiện trời, nó ra cái đèn cái đốt dễ tới trời. Tôi tất cái lý do mà tôi ghét anh gia thường, anh thương gia xuất hiện là do nó cắm cả ngàn cái đốt trong nhà mình. Amakanda, nhà anh thấy chỗ nào mà có nhiều đốt là anh đi à, anh thấy cái chỗ gần mình này nè. Lừa đảo rồi, nó còn giáp nó hiệu ứng như không mà thôi. Tông đông đông quảng cáo đi, quảng cáo gì đâu toàn lừa đảo không mà cứ à, mà cứ quảng cáo thế này, quảng cáo thế này là toàn đấy lừa đảo không à. Anh em đừng có tin mấy cái quảng cáo kiểu kiếm tiền rồi nha, cái quảng cáo kiểu một cái quảng cáo nó mới xuất hiện á. Thằng học bài thử bắt cua rồi vậy. Ô vẫn được anh em ạ. À, trời mày bắt cua đẳng cấp không, giỏi hiếm rất cần khúc gỗ can quả. À, cái lớp kia luôn, cái đạo của cổ can quả không à, đâu chứ đạo khác mà cổ can quả mà thích cái cổ can quả nhất luôn á. Chứ mình không mình nói chẹt, mình không thích một cái gì ngoài cổ can quả cả nữa hả. Đây mình đi bộ rất là chăm và kiếm được 100 giờ mình sẽ nạp thử 10.000 đồng xem thế nào nhé. Để tắt tiếng cái đi, mấy fan nghe ổn quá. Mấy ông này rồi chưa chắc nó gút được mà cứ nói nó cứ làm cứ làm hoài. Có bạn ngồi tao không chịu thôi. Skip các bạn. Nên nhìn mình với mình nhá. Trời ơi tôi làm tôi đi. Tôi đi cả năm trời luôn, tôi nói thiệt tôi đi dùng áo tối này tôi đi cả năm trời luôn mới kiếm được có mấy trăm đồng rồi các bạn. Đó. Mà nó nói là nó đi 2 tháng là khó được 100.000 đó. Bạn coi lừa chắc chưa? Lừa đủ chưa? Đó, hàng đi vô cái thùng rác cái mình em móc xin cắt cái hàng rào ra luôn chứ. Con thấy không? Đi chỗ này nè. Hả? Đi chỗ này nè. Nó người ta chỉ cần đi lên đây nè. Đi lên cái phía này nè, đi vô một cái là cái một cũng xong rồi. Có cái hàng rào này cũng như không à. Đó. Có hàng rào cũng như không. Còn mấy cái cầu thang này nữa dư quá. Dư quá. Đó chưa. Đẳng cấp không? Nó trôi giờ mình chưa kịp lụm nữa là nó chui xuống rồi đúng rồi. Ngang thẳng đi. Thì em muốn coi cái sức hoạt động của nó, anh em chỉ cần đào xuống ô là anh em biết rồi. Đó. Như cái những cái tất bất kỳ một cái rác nào nó di chuyển xuống đây mà mình nghĩ cái thương này hơi nhỏ nha. Thôi mình nghĩ là sẽ nâng cấp luôn cái rương này luôn đi chứ cái rương gì nhỏ quá. Thấy nhỏ ấy. Khoan lấy coi có nâng cấp được cái rương không. Như là khoan lấy cái rương. À, khúc gỗ nhỏ ok. Người nhỏ mà luôn, khúc gỗ nhỏ gõ lên đầu mình một cái là mình chết luôn. Đấy,
đào một phiết. Đó, đào một cái. Trời ơi là trời. Tôi lấm đất. Tôi không phải là núp nha anh em, người nói không nói là tôi là núp nha, tôi không núp ấy. Tôi lấy đất, tôi chế tạo quay gỗ. Đúng là ảo thật đấy. Đúng là ảo thật đấy. Tôi không... Ok. Chúng ta bây giờ trong thật xế. Tạo một cái rừng chữ. Đó, rừng chữ lớn nha. Cái gì nhỉ? Xin. Nè, mình nhìn đây nè. Xin là xin vĩnh biệt cụ. Đấy. Giời ơi, mấy con quái này mà nó còn dám đến thì mình là quá bình thường rồi. Tôi là đạt đến cái cấp độ, phải nói là cái cấp độ một tí tí rồi. Cái cấp độ của tôi là cái cấp độ một tí tí đó, các bạn này có dẫn cho tôi nhớ. Đấy, một khối đất. Đó, râu bẹo. Lòng. Đó, râu bây giờ. Bây giờ mình có dư cái gì ra? Mình như là mình dư. Mình dư cái này hay gì là? Đây cái bột mì, hơi bột mì là cái bánh mì các bạn. Đó. Hình như là mình dư. Đó chính là khoảng để tôi lấy, tôi coi tôi dư cái nào ta. À, dư cái ván này nè. Đó, ván này dư. Đó, rồi thêm nữa đó chính là khối đồng. Dư. Rồi thêm nữa là này dư. Đó chưa? Dục xuống hết luôn. Nó chuyển xuống một cái chỗ đó là bao rác đấy bạn. Cái chỗ bao rác và mai mốt mình nghĩ sẽ nâng cấp một cái hệ thống nào đó mà còn có thể đem rác luôn. Đấy. Ok, khoan đi, nó làm hành động nó cho nó nghe nó hay chút xíu đi. Nhìn cái hành động cho nó im xíu. Cái đã, trời ơi, hành động. Nè, để coi hành động chạy. Hành động chạy. Để hành động ngồi. Đó, chỉnh cho mấy hành động nó đẹp. Đó, cái hành động này. Đó, rồi lưu nè. Chỉnh sử dụng. Đó. Rồi bây giờ sẽ vô mình chào các bạn nha. Ok. Và nếu như bạn thích video của mình thì cho một like, một share và một subscribe. Bạn nhớ. Ok, giờ cái thủ cam gì nữa đây? Cái thủ cam gì nữa đây? Rồi anh em nào muốn giục rác thì cứ đi đến cái chỗ rác của mình nha. Đó. Mấy còn vậy rồi đừng vứt chứ vứt rác bừa bãi thì anh em đừng có vứt rác nha. Đó, anh em đi ngay chỗ này nè, anh em vứt ngay chỗ này luôn, khúc gỗ nhỏ. Cái gì nhỉ? Ê. À, phải đứng gần đúng km các bạn ạ. Phải đứng đúng km mới được. Chứ đừng bấm không đúng mình nó gớt trên bờ. Burpishin mà. Ok, thì lúc nào xuất hiện anh hãy cho một like, một share và một subscribe. Nhớ bấm một cái chuông để không bỏ lỡ cái video mới nhất từ kênh của Khoa Mở Seven nhé. Rồi bạn bè và bấm share cho bạn bè. Và nhớ cũng đăng ký và like, share nhé. Comment những ý kiến mà bạn muốn làm cho mất sinh tồn của mình. Đó, mình sẽ làm những cái bạn nào được nhiều like mình sẽ làm luôn. Đấy, thì đã gần 100 người đăng ký rồi. Các bạn nhớ ủng hộ mình lên 100 người đăng ký nha. 100 người đăng ký là có một video rất là đặc biệt luôn các bạn ơi. Đấy, nhớ nha. Bye bye. Chạy mưa rơi từng hộp luôn kìa.